Và trong đêm nay các bạn đã sẵn sàng chạy cùng đêm nay chưa nào? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với DJ quốc tế Justin Chiang. What's up, guys? I'm so excited to be back in Vietnam for my final show of the year. Tonight is Saturday, December 31st, 2022. Last night of the year, I'm in Quy Nhon City. We're about to fuck it up. Chill Fest, let's go, baby. Okay.